Chào các em học sinh lớp 8. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu tìm giá trị lớn nhất tiếp theo. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A bàn trừ x bình phương cộng 6x trừ 5. Ở đây chúng ta nhớ hệ đẳng thức cho thầy là A trừ B tất cả bình phương thì bằng A bình phương này trừ 2 lần AB và cộng cho B bình phương. Còn A cộng B tất cả bình phương thì bằng A bình cộng 2 lần AB cộng B bình, đúng không? Đó. Vậy thì ở đây nó có dấu trừ thì chúng ta đưa dấu trừ đằng trước. Vì ta có này. A sẽ bằng đẩy dấu trừ đằng trước, đạt dấu trừ đằng trước thì còn như này. Còn x bình lấy là cộng 6x chia trừ 1 á, bằng trừ 6x nè. Trừ 5 chia trừ 1 là cộng 5. Ok chưa? Kiểm tra dấu này, trừ x bình cộng 6x trừ 5 chính xác. Vậy là A sẽ bằng trừ, chỗ này sẽ là x bình phương này trừ cho 2 nhân x nhân 3. Vậy B sẽ là 3 bình phương. Đúng không? Mình mượn 3 bình phương thì mình trừ ra là 3 bình phương là trừ cho 9. Của mình có 5. Chép lại đây, đúng không? Chuyển xuống đây. Mượn 3 bình trừ 3 bình là hết. Vậy thì A nó bằng trừ, mở ngoặc ra này. Chỗ này chính là x A bình trừ 2 lần AB cộng B bình với A là x, B là 3. Và bằng x trừ 3 tất cả bình phương. Và trừ 9 nè mà cộng cho 5 là còn trừ 4. Đúng chưa? Trừ 9 cộng 5 bằng trừ 4. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ ngoặc ra, bỏ ngoặc vuông ra. Thì trừ thành trừ gì? Trừ của x trừ 3 tất cả bình phương. Trừ nhân trừ thành cộng, vậy là cộng cho 4. Và chúng ta lưu ý với thầy nè. Bình phương là một số không âm. Thì mình nhân 2 vế với trừ 1 thì bắt phương trình đảo chiều là trừ A bình phương sẽ bán bằng 0. Hiểu chưa? Vậy cái này là x trừ 3 tất cả bình phương lớn bằng 0. Vậy trừ của nó sẽ là nhỏ bằng 0. Và cái này sẽ nhỏ bằng 4. Đúng chưa? Nhỏ bằng 4. Bởi vì sao đây? X trừ 3 tất cả bình phương này lớn bằng 0. Thì suy ra là trừ x trừ 3 tất cả bình phương sẽ nhỏ bằng 0. Sau đó mình cộng 2 vế cho 4 thì được là 4 trừ cho x trừ 3 tất cả bình phương. 0 cộng 4 bằng 4 là nhỏ bằng 4 nè. Đó, thấy chưa? Nhỏ bằng 4. Và cái đây ghi với mỗi x nha. Với mỗi x. Có thể giải thích vì đây. Vì x trừ 3 tất cả bình phương lớn bằng 0 với mỗi x. Suy ra trừ của x trừ 3 tất cả bình phương sẽ bán bằng 0 với mỗi x. Và nhớ là dấu bàn xảy ra khi nào? Dấu bàn xảy ra khi và chỉ khi là x trừ 3 bằng 0. X trừ 3 bằng 0 thì x bằng 3. A là nhỏ bằng 4 và giá trị lớn nhất của nó sẽ là 4 khi x bằng 3. Kết luận vậy. Giá trị nhỏ nhất, à lớn nhất xin lỗi. Giá trị lớn nhất của A là bằng 4 khi x bằng 3. Video của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.